Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em một cái chủ đề cũng rất là nhức nhối ở trong phòng gym. Không biết anh em có gặp hay chưa. Thì hồi trưa này mình đi tập á, mình có gặp bà chị chủ phòng. Thì bà chị chia sẻ với mình là có những người đi tập, người ta tập theo kiểu mà tạ mà quăng á anh em, hay quăng tạ xuống đất à, rồi à, tập mà theo kiểu rất là hầm hố, hay la hét, tập không có nghiêm túc, tập theo kiểu mà cười giỡn, rồi tập tụ ba bốn người đó rồi hay cười giỡn, hoặc là thậm chí có những người tập mà không có lo tập mà còn lo kiểu như là nhiều chuyện á mọi người, nhiều chuyện chỉ người này người kia lung tung hết. Thì làm như vậy thì có một cái điều mà mình không biết là anh em có nghĩ đến hay chưa. Sẵn đây thì mình muốn chia sẻ một cái điều, đó là lúc trước đó mình có gặp lại một số người bạn đang tập phòng chung với mình đó, thì lại chuyển qua phòng khác tập. Và mình có hỏi cái lý do thì những anh em này chia sẻ lại với mình đó là do là không thích những cái người như vậy anh em. Không thích những cái người như vậy cho nên người ta mới đi qua phòng khác người ta tập. Tại vì những cái người mà tập theo kiểu hầm hố rồi hay dục tạ xuống đất đó, thì làm như vậy là những cái người xung quanh người ta không thích. Tại vì nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái người xung quanh. Tại vì anh em nghĩ ví dụ như mình dục tạ xuống đất á, nếu mà nền mà có lót nệm á, khi mình dục tạ xuống đất thì thế nào nó cũng sẽ tưng lên thôi. Rồi nó mà có lỡ mà nó có va chạm vào những người xung quanh á thì hơi bị phiền phức đó nha. Hoặc là những cái mặt nền mà nó không có lót nệm á, chỉ là xi măng không á, nếu mà mình dục tạ xuống dưới đất á thì nó còn tệ hại hơn nữa đó. Thì ở phòng mình hiện tại bây giờ do là mình tập buổi trưa cho nên là những người đó mình không có còn gặp nữa, rất là ít. Buổi trưa thì mình tập rất ít người, với lại mình gặp đa số là những người bạn mà mình quen biết tập chung với mình, thì những anh em rất là hòa đồng, rất là vui vẻ. Còn buổi chiều thì rất là đông người cho nên là mỗi người mỗi ý. Nhiều người tập theo cái kiểu mà mình nói nôm na là theo kiểu Mỹ anh em, là người ta hay dục tạ rồi hầm hố lắm, vô là có tí cơ bắp rồi vô hầm hố lắm, đụng ai cũng chỉ hết, đụng ai cũng chê, gặp người nào cũng chê hết á, thì những người đó là mình cũng không thích tí nào hết á. Thì không biết là những anh em nào mà đã đi tập gym á thì không biết là có gặp cái trường hợp đó hay không. Ở đây của mình á thì cũng khá là nhiều á, phòng gym nào cũng có xuất hiện những người như vậy. Mình có không hiểu sao người ta lại làm như vậy nữa. Thì cái cách xử lý thì cũng mình nghĩ là cũng có cách xử lý thôi, thì cũng chắc cũng đơn giản. Thì mình có thể nhắc khéo người ta để cho những người đó người ta tập người ta hiền hòa lại một tí, đừng có hầm hố quá. Nếu mà hầm hố quá thì những người xung quanh người ta cũng không thích đâu, người ta cũng ngại những cái vấn đề đó. Rồi lớn tiếng tập nói chuyện lớn tiếng cười giỡn trong phòng cũng không nên tí nào hết đó. Thì chỉ cần mình nhắc khéo người ta rồi mình nói thẳng thắn với người ta luôn là đừng làm như vậy. Làm như vậy thì có người ta không thích, người ta sẽ bỏ đi, mất cái doanh thu của phòng tập, thì nó rất là tiếc. Thì hôm nay mình làm một cái clip ngắn này muốn chia sẻ với mọi người một vấn đề nhỏ ở trong phòng gym thôi. Thì không biết là anh em có gặp cái trường hợp đó hay không. Nếu mà gặp những cái trường hợp đó thì mình cũng có cách xử lý của mình. Đối với bản thân mình đó thì nếu mà mình có tập trung với những người như vậy thì mình sẽ tập xa ra, không có tập gần, tập xa ra là cho nó an toàn. Hoặc là mình tập những cái bài khác, những cái bài của người ta tập, thì bởi vậy cho nên là những cái bài tập mình nó không có liên quan. Người ta tập chân thì mình tập tay, tập xa ra như vậy thì sẽ né được hết những cái vấn đề đó xảy ra. Còn cái chuyện mà nhắc nhở thì những người tập như mình đây thì mình sẽ không bao giờ nhắc. Anh em cũng đừng nên nhắc. Cái chuyện nhắc nhở là của chủ phòng thôi. Chủ phòng mà không nhắc nhở thì những người tập như là mình đây thì sẽ lựa chọn những cái phòng khác nó yên ổn hơn. Vậy thôi. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người vào cái clip tiếp theo nha. Bye bye.